Anh em Hải Phòng, Quảng Ninh không biết là tình hình bão gió cái lúc này nó như thế nào rồi, nhưng tôi đang ở quê chống bão với các cụ đây. Tôi dân Hải Phòng. Ui giời, nó thổi cây cuối siêu vẹo hết cả, nó thổi kinh khủng khiếp thật. Nhưng mà nói thật đấy, những lúc như thế này mới biết đấy là người dân miền Trung quả thật là anh hùng. Anh hùng cả trong kháng chiến lẫn tại thời điểm hiện tại nhá. Nhà cửa thì không được như anh em mình, thế mà năm nào cũng bão gió, năm nào cũng bị quét, thế mà người ta vẫn chịu đựng, người ta vẫn sống. Đây, trong khi đây nó thổi như này thôi, nói thật là đứng ở trong mái hiên nhá, được che chở cẩn thận, nhà cửa chắc chắn nhá, mà còn run cầm cập. Tôi nói luôn run cầm cập, còn không phải nói quá, nhưng nói thật là đái mẹ ra quần. Thế mà người dân miền Trung năm nào họ cũng đối diện những cái như thế này, thế mà họ vẫn sống, họ vẫn kiên cường, quả thật là nể phục nhá. Đây, bão gió nó thổi thôi mà mình rợn hết tóc gáy, rợn hết bốn tóc gáy này. Nó cứ vậy thỉnh thoảng nó lại quét rét một cái, mà nhà cửa kiên cố nó chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nhìn cây cối này thì thấy ghê thật. Nói chung là khâm phục người dân miền Trung, khâm phục người dân miền Trung phải trải qua những thứ như thế này thì mới thấy nể phục những con người miền Trung, quả thật là nể phục. Thế nhá.